Trước khi bước vào trạng thái học tập tốt thì đề nghị có hai cái đề nghị nhỏ các anh chị, chúng ta hãy chuyển úp điện thoại xuống và chuyển sang bên tay trái. Cái đề nghị đầu tiên các anh chị có thể cam kết và thực hiện. Và cái đề nghị thứ hai là hãy nhìn sang người bên cạnh và nở nụ cười thật tươi và hai tay dê vào người bên cạnh. Đấy, hai đề nghị. Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị đã cam kết thực hiện về phần học tập. Thì câu hỏi của ngày hôm nay: làm thế nào để cái việc kinh doanh của chủ doanh nghiệp trở nên thịnh vượng? Chúng ta nhìn thấy một cái cán cân công việc của một người chủ, bên này gia đình, bên này là doanh nghiệp, đúng không? Làm sao để cái cán cân này nó cân bằng? Nếu mà chúng ta doanh nghiệp cứ mất phát triển mà gia đình chúng ta lại đi xuống thì không được. Chúng ta luôn luôn phải làm sao cân bằng về gia đình. Và tiếp theo chúng ta phải tạo ra dòng tiền giúp cho những người đi theo chúng ta có được thu nhập càng ngày càng cao lên. Thì đây là nhiệm vụ của chủ doanh nghiệp, tạo ra những phúc lợi xã hội tốt hơn. Và ở đây thì chia sẻ với anh chị hai cái phần lớn. Thứ nhất là cái trái tim của chủ doanh nghiệp sẽ chia thành hai ngăn. Ngăn thứ nhất là chúng ta dành cho doanh nghiệp. Ở trong ngăn dành cho doanh nghiệp thì chúng ta liên quan đến tài chính, nhân sự, marketing, bán hàng và hệ thống quản trị. Còn cái phần nửa trái tim tiếp theo của chủ doanh nghiệp luôn luôn nỗ lực và phát triển không ngừng, đó là phát triển bản thân, phát triển đội ngũ và phát triển doanh nghiệp. Có một câu nói rất là nổi tiếng này: nếu mà các anh chị không phát triển bản thân các anh chị thì doanh nghiệp của anh chị không phát triển. Và cái quy trình phát triển của doanh nghiệp như sau: phát triển bản thân gấp 3 lần thì doanh nghiệp của chúng ta mới lên 1 lần. Nếu mà các anh chị muốn nâng cái level doanh nghiệp ta hiện tại bây giờ lên 1 bậc thì chúng ta phải nâng bản thân ta lên 3 lần thì doanh nghiệp ta mới lên được 1 bậc. Nghĩa là chúng ta sẽ phải bước 3 bậc thì doanh nghiệp ta mới tăng lên 1 bậc. Đấy là cái để chúng ta phát triển bản thân. Và trong ngày hôm nay thì sẽ chia sẻ cho anh chị cái phần cuối cùng, đó là hệ thống và quản trị. Nếu anh chị làm chủ doanh nghiệp thì chúng ta quản trị phần nào và chúng ta phát triển hệ thống ra làm sao. Còn các phần phát triển bản thân, phát triển đội ngũ, phát triển doanh nghiệp, tài chính, nhân sự và marketing, bán hàng thì tôi đã chia sẻ anh chị. Nếu mà cần những cái tài liệu này thì tôi sẽ chia sẻ hết cho các anh chị. Và chúng ta sẽ đi phần cuối cùng, đó là quản trị hệ thống và mô hình kinh doanh. Thế thì khi chúng ta nói đến tiền và tạo ra tiền thì đây có một cái công thức mà các nước tiên tiến và phát triển đã đi trước chúng ta rất nhiều năm rồi. Người ta tạo ra công thức tạo ra tiền, đó là chúng bắt đầu từ hành động. Nếu mà ngày hôm nay chúng ta không đi làm, không làm gì thì chúng ta không thể tạo ra tiền được. Nếu mà ta cứ nằm ngủ, nằm mơ hoặc là xem bói một ngày đẹp trời, chúng ta có tiền tỷ rơi vào đầu không? Có đúng không ạ? Nếu các anh chị có đánh xổ số thì hành động đầu tiên là chúng ta phải xuống tiền, sau đó 6:30 chúng ta mới biết là mình có tiền, đúng không ạ? Đầu tiên chúng ta phải hành động, sau đó chúng ta lên gì? Ý tưởng. Sau đó chúng ta phải có cái niềm tin về cái ý tưởng này. Tôi tin tôi bán sữa tôi sẽ trở nên giàu có thịnh vượng. Tôi tin tôi bán ô tô tôi có thể trở nên thịnh vượng, đúng không ạ? Chúng ta phải có niềm tin. Tôi tin tôi làm quảng cáo tôi có trở nên thịnh vượng, đúng không ạ? Sau khi chúng ta có niềm tin này rồi thì tiền mới bắt đầu gì? Mới đến chúng ta. Thì đây là một cái công thức rất là hay và đúng cho mọi doanh nghiệp, mọi chủ doanh nghiệp đều làm theo công thức này. Và từ cái công thức này thì tôi sẽ triển khai ra cái mô hình kinh doanh thịnh vượng. Đây là mô hình mà đã được xác lập cho toàn bộ các chủ doanh nghiệp. Nó giống như công thức của bảng kiểu trương. Anh chị em, nó giống y chang công thức bảng kiểu trương. Chúng ta học bảng kiểu trương rồi chúng ta nhân chia cộng trừ nó mới ra. Và đây thì chúng ta bắt đầu từ hành động. Hành động của chúng ta ở trong một bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ, nguồn lực của một chủ doanh nghiệp hay là một người chủ nhỏ thì chúng ta bao giờ phải có nguồn lực chính là bản thân chúng ta. Chúng ta phải có nguồn lực từ bản thân. Sau đó chúng ta thì tạo ra các hoạt động marketing hay hoạt động bán hàng thì chúng ta phải làm từ bản thân ra. Và chúng ta phải có đối tác. Giống như Thắng, anh bán sản phẩm thông minh phải có đối tác. Nếu không đối tác thì chúng ta không làm được. Và ba yếu tố này thì chúng ta tạo ra được một cái. Tuy nhiên chúng ta phải đầu tư về tiền trước, đúng không? Muốn bán hàng thì chúng ta phải đầu tư được cái máy điện thoại tốt để gì? Live stream giống như anh Sơn, đúng không? Đấy là đầu tư. Và khả năng nguồn lực của anh Sơn là nói đi rất là tốt. Sau đó chúng ta tạo ra cái hoạt động này thì chúng này phục vụ cái việc là chúng ta bán sản phẩm, bán dịch vụ, bán những cái ý tưởng mà chúng ta hình thành, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta không tác động vào cái gói đầu tiên là gói hành động thì cái gói tiếp theo đó là cái gói ý tưởng ra này không trở thành hiện thực được. Sau khi chúng ta có ý tưởng rồi, chúng ta mang sản phẩm dịch vụ chúng ta đi bán thì lúc này chúng ta sang cái gói số 3, đó là cái gói quan hệ khách hàng. Thế thì với khách hàng chúng ta sẽ phân khúc ra nhiều tầng lớp khách hàng. Và ở đây là cái phần phân phối, phân khúc ra khách hàng của chúng ta là những cái phần nào. Và trong cái phần mối quan hệ khách hàng này có một câu nói rất là nổi tiếng, đó là gì?
Nguyên tắc số 1, khách hàng là gì? À đúng rồi, anh Thái nói chính xác. Nguyên tắc số 1, cái quan hệ khách hàng đó là khách hàng luôn luôn đúng. Còn nguyên tắc số 2, trong quá trình chúng ta làm việc với khách hàng mà thấy khách hàng sai, đừng nói sai mà xem lại nguyên tắc số gì? Số 1, đúng không? Đây là cái quan hệ khách hàng mà tôi luôn nói với nhân viên của tôi rằng là chúng ta hãy nhớ rằng khách hàng luôn luôn đúng, khách hàng không bao giờ sai. Quan trọng là chúng ta phục vụ làm sao nó tốt nhất để khách hàng tạo ra trả tiền chúng ta và chúng ta tạo ra doanh thu gì? Doanh thu. Nếu mà các anh chị phục vụ không tốt thì cái điều đó chúng ta sẽ không đạt được. Và khi cái sơ đồ tổ chức này xuất hiện thì các anh chị có thể ghi chép lại và chúng ta sẽ thấy dòng tiền của chúng ta xuất hiện này. Nếu dòng tiền T1 của chúng ta là bắt đầu từ hoạt động, sau đó chúng ta đầu tư vào sản phẩm dịch vụ T2 và đến đây là T3 và doanh thu của chúng ta là T4, thì nguyên tắc của cái công thức này thành công là tiền T1 phải nhỏ hơn tiền gì? T4, đúng không? Nếu mà chúng ta đầu tư mà T1 bằng T4 thì chúng ta bỏ công bỏ sức về không được. Nghĩa là cuối cùng doanh thu chúng ta phải lớn hơn cái phần chi phí chúng ta đầu tư, thì đấy là cái dòng tiền. Còn thế thì bây giờ vấn đề chúng ta quản trị ở đâu? Ở đây thì các anh chị nhìn này, ở cái gói số 1 là gói nguồn lực này, thì các anh chị quản trị về thiết bị, về con người, về marketing, về hệ thống. Các anh chị ngồi trên đây ghi lại những cái hành động của chúng ta doanh nghiệp và chúng ta sẽ quản trị. Ở đây thì chúng ta lại nhìn cái gói này, doanh nghiệp ta có bao nhiêu sản phẩm, bao nhiêu dịch vụ, chúng ta ghi tiết ra. Và ở đây mối quan hệ khách hàng thì chúng ta sẽ viết ra cái quy trình làm việc với khách hàng. Ở giai đoạn đầu tiên khách hàng biết đến chúng ta là như thế nào thì có quy trình trải nghiệm đấy. Các anh chị tí nữa tôi sẽ cho anh chị một cái quy trình trải nghiệm ban đầu của một dịch vụ rất là nổi tiếng và tạo ra một cái trend của Việt Nam rất là lâu, sau đó tất cả các doanh nghiệp đều áp dụng cái trend đấy. Và các anh chị thấy cái mô hình và cái công thức kinh doanh này mà hữu ích thì các anh chị hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Rồi đây giống như một công thức bảng kiểu trương thì các anh chị có thể chụp lại để chúng ta về tìm lại cái doanh nghiệp ra có những cái hạng mục nào. Phần tiếp theo đó là phần hệ thống bán hàng. Thì khi chúng ta biết được cái mô hình rồi thì bây giờ chúng ta tạo ra cái hệ thống bán hàng. Và trong cái hệ thống bán hàng này gồm có 4 bước để chúng ta xây dựng hệ thống bán hàng. Cái bước đầu tiên là chúng ta phải tạo ra cái quy trình trải nghiệm khách hàng. Quy trình trải nghiệm khách hàng ở đây là các anh chị phải hiểu này, khi khách hàng biết đến các anh chị là ai thì đấy là cái khởi đầu của quy trình. Anh Sơn bán ô tô thì anh Sơn phải tạo ra các cái video, và cái video đấy là cũng là cái trải nghiệm đầu tiên của khách hàng để trước khi đến mua ô tô, chứ không phải là khách hàng đến cửa hàng của chúng ta bắt đầu tạo ra quy trình trải nghiệm nhé. Quy trình trải nghiệm phải tạo cho trước đó, trước khi khách hàng biết đến chúng ta phải tạo ra cái quy trình này trên internet thế nào. Và quy trình này nó càng gọn gàng, càng đẹp, hình ảnh ra càng trong suốt thì chúng ta sẽ tạo ra được cái cơ hội ở phía tiếp theo. Và thứ hai là chúng ta sử dụng cái kênh bán hàng. Ở đây thì trong giai đoạn hiện nay và sắp tới thì đa số chúng ta sẽ tập trung vào online là chính, offline thì sẽ ít hơn. Trong giai đoạn sắp tới thì ChatGPT nó đang phổ biến rất lớn và máy tính lượng tử ra đời nữa thì nó thay đổi hoàn toàn bước ngoặt trong cuộc sống của tất cả chúng ta. Ngày xưa các anh chị chỉ biết đến Word, Excel, PowerPoint, đấy là những cái mà chúng ta biết đến. Còn bây giờ thì bắt buộc các anh chị phải biết đến ChatGPT và công nghệ AI chúng ta phải có trong mindset các anh chị. Sắp tới máy tính lượng tử ra đời thì nó lật ngược lại hết tất cả về internet, thì chúng ta sẽ thấy những điều tuyệt vời sẽ xuất hiện trong 1-2 năm tới. Thế ra là bước thanh toán. Thanh toán làm sao để các anh chị đừng có phải dùng gì bấm số tài khoản, đúng không? Làm sao nó phải nhanh nhất, làm sao chỉ cần gì liếc một phát một cái kích chuột là xong đấy, đúng không ạ? Chúng ta dùng cái hệ thống công nghệ mã quét QR ở đây, đúng không? Bây giờ hỏi anh Thái số tài khoản anh Thái còn không nhớ, đúng không? Nhưng mà cứ đưa phát quét QR một nốt nhạc nó hiện ra hết luôn và chúng ta chỉ nhập số tiền vào là xong, đúng không ạ? Chúng ta làm sao cái vấn đề thanh toán cũng phải nhanh nhất. Và cuối cùng ở đây là chúng ta mục đích cuối cùng là chúng ta phục vụ khách hàng. Thì ở đây các anh chị là hãy phục vụ khách hàng làm sao nó tốt nhất. Và chúng ta nhớ nguyên tắc là gì? Khách hàng luôn đúng. Và một cái trend nó rất là lâu rồi và giờ tất cả các chủ doanh nghiệp đều áp dụng, đó là trend của CEO Bác Tài. Bác Tài là chủ của cái chuỗi hệ thống điện máy xanh ấy. Đấy, chúng ta thấy vào điện máy xanh chúng ta thấy điều gì ạ? Các anh chị thấy điều gì? À đúng không? Đó là bán hàng từ trái tim. Đấy, thì có tài nói là chúng ta bán hàng bằng trái tim thì tiền nó sẽ đến và tiền nó bền vững hơn. Đừng có bán hàng bằng cách thứ khác, hay bán hàng trái tim. Và tất cả các nhân viên điện máy xanh khi khách hàng đến từ người bảo vệ việc đầu tiên là tay phải đặt lên gì? Ngực trái.
sau đó gì? Búi chả. Đúng ạ. Bán hàng từ tái chìm. Chỉ muốn một động tác như vậy thôi mà giúp cho những người đi vào điện máy xanh, nếu mà không mua một cái gì thì rất là ân hận. Đúng ạ. Rất là có lỗi với những người mà từ bảo vệ, từ nhân viên đã cúi chào chúng ta và đặt tay lên ngực trái, chạm vào đúng cái trái tim và cúi chào. Đấy là một trong những cái trend tạo ra rất là lớn và thay đổi hoàn toàn cái cục diện về phục vụ khách hàng. Và ngày hôm nay thì tôi đã giải quyết xong cho tất cả các anh chị về các cái chủ đề kinh doanh thịnh vượng, và ở đây là 8 chủ đề mà giúp cho chủ doanh nghiệp chúng ta sẽ tỏa sáng giống như trái tim của chúng ta, tỏa sáng trong lĩnh vực kinh doanh và thịnh vượng. Và trong cái buổi ngày hôm nay thì cũng rất là cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe những cái chia sẻ tuyệt vời từ cái công thức của bên Action Code giúp cho chúng ta có được cái kinh doanh thịnh vượng hơn. Một lần nữa chúc các anh chị luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.